半天，排队半天，开心顷刻接送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Mọi người có nghe nói Châu Châu bên Bách Hóa Huy Long dạo này đang làm thủ tục ly hôn với ông xã không? Hả? Dạo trước thấy còn ân ái lắm mà. Trước kia tôi còn thấy hai người đi ăn chung ở quán cà phê mối tình đầu nữa. Chuyện tình cảm thật khó nói. Không biết ai chủ động chia tay ha. Chắc là Châu Châu bị người ta bỏ rồi. Cái miệng cô bớt nói đi. Nhưng mà tôi cũng có cảm giác cổ mới là người bị bỏ. Miệng cô cũng để tiện vậy thôi. Sao lại nhìn tôi như vậy? Bộ tôi nói sai sao? Hai người đều có sai. Tôi xin được giới thiệu, thứ bảy tuần này là kỷ niệm ngày cưới 50 năm của ông chủ trụ sở chính Nhật Bản. Bác Thiên Công chúng tôi tổ chức bữa tối dành cho các cặp tình nhân. Đi hai người tính tiền một người. Sao tốt vậy? Đến lúc đó đồ ăn có tăng giá không? Đương nhiên là không rồi. Các người nhiễm biển thêm miễn phí. Còn có món quà lớn nữa. Tôi thấy mọi người là khách quen là mới giới thiệu đó. Có lợi lắm đó, số lượng có hạn nha. Tôi đặt hai chỗ. Tôi nữa. Cảm ơn, tôi cũng vậy. À, có cần đặt chỗ giúp Mia không? Không cần đâu, chị Ma giàu có như vậy chắc cổ không thèm mấy thứ nhỏ nhặt vậy đâu. Chỉ nhiêu đây thôi, cảm ơn cô. Cảm ơn quý khách. Có lợi thật đó nha. Đây không phải là thật chứ. Ông Long lớn và chị Ma chia tay rồi. Không lý nào là như vậy. Hôm bữa đi ăn với cổ thấy cổ còn cười tươi lắm mà. Đúng vậy, chia tay rồi không thể nào yên lặng như vậy. Chắc là tin rác thôi đúng không? Không phải đâu, dạo này ông Long lớn đi đâu cũng không thấy dẫn theo Mia. Tôi nghĩ là trùng hợp thôi. Chắc là Fanny bên bộ phận công trình nói bậy thôi. Người đó là chuyên gia đâm thọc chuyện người khác đó. Hey, chúng ta không cần đoán mò gì đâu, trực tiếp hỏi chị Ma là được. Tôi có rủ cổ đêm nay sang nhà tôi ăn cơm. Cổ nói không qua đâu, ở nhà làm bánh. Hay là mình qua nhà cổ xem sao. Mình cứ lấy cớ đến đây để ăn bánh cùng cổ. Là rượu trắng này kết hợp với món bánh thì tuyệt vời. Anh Dương, chúng tôi đến đây tìm cô Mã, làm phiền anh. À, cô Mã hả? Hai hôm trước đã dọn đi rồi. Hả? Anh nói thật sao? Thật. Tôi còn phụ cổ khiên đồ mà. Thật ngại quá. Ủa? Nè, sao cô nói chị Ma sống ở đây? Thì cổ nói như vậy mà. Chết rồi, không lẽ chuyện cổ chia tay với ông Long lớn là thật sao? Chuyện lớn như vậy sao cổ không nói cho mình biết vậy? Khoan đã, hai hôm trước dọn đi, hai hôm nay chị Ma vẫn đi làm bình thường, vẫn đi ăn với chúng ta như mọi khi mà. Nhìn gương mặt không cảm thấy có gì bất ổn hết. Không cảm nhận được. Có lẽ cổ không muốn ai biết chuyện này nên không nói cho chúng ta biết. Chuyện chia tay lớn như vậy mình cổ làm sao đối mặt được? Mình cũng không biết, các ông Long lớn bỏ cổ rồi, nguy rồi. Liệu chị Ma có sao không đây? Chúng ta có cần phải đi tìm cổ? Cổ đã không muốn cho ai biết, chúng ta không nên miễn cưỡng. Hay là cứ cho cổ chút không gian riêng đi. Đúng vậy, ngày mai chúng ta về công ty điều tra kỹ rồi quyết định sau. Tôi nghĩ ra có một người sẽ biết được sự thật chuyện này. Cô Hâu, espresso cảm ơn. Được. Chị Tử Hiếu, có chuyện muốn hỏi anh. Tôi không biết gì hết. Ê, nhưng mà mặt của anh nói chúng tôi biết, cái gì anh cũng biết hết đó. Bao giờ tôi làm gì? Tôi là người có điện giỏi nha, đừng để tôi động tay động chi với mấy cô. Nếu anh không động tay thì làm sao tôi có thể hét lên dây sờm chứ. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi có hơi nặng lời. Mọi người đừng ép tôi có được không? Còn cứng đầu như vậy sao? Hay là cậu muốn dê hai cô gái xinh đẹp cùng một lúc? Kéo áo lên đi, cảm lạnh bây giờ, không cần đâu. Chuyện là gì? Thực ra thì thứ bảy tuần trước ông chủ dặn tôi là không được nói gì hết. Cho nên tôi mới không nói chuyện chị Ma và ông chủ để chia tay nhau. Bây giờ tôi đi được chưa? Trời ơi, thì ra là chuyện của mấy hôm trước rồi. Hẹn gì hôm thứ hai ngồi ăn cơm, cổ cứ ngồi im ru à. Thời tiết nóng như vậy, tủ lạnh ở đây lại bị hư. Để đây nguội bớt rồi mới uống. Baby à, anh đã mua ly bạc hà sô-cô-la mà em thích nhất rồi nè. Em coi có đủ lạnh không? Mát lòng mát dạ. Còn đây, trà ô long, kem sữa, phô mai, muối biển thêm đá. Em xem có đủ ngọt chưa? Chưa uống đã thấy ngọt thấu tim rồi. Trời Dương, trà ô long hoa quế thêm đá, lợi hầu giải khác đó nha. Nè uống đi. Lại hầu dạy khác đó. Chị biết cả. Em nói là nóng trong người. Anh mua 24 vị chim uống nè. Em nói là nóng, không phải nóng trong người. Vậy để anh mua chiếc khác. Không sao đâu, chỉ cần là của Tiểu Quyên mua, cái gì em cũng uống hết. Bị người khác bỏ rơi đã khổ lắm rồi. Hôm đó chúng ta khoe khoang hạnh phúc trước mặt cổ, cô nhất định sẽ rất buồn đó. Bởi vậy cổ mới giấu giếm, không muốn nói với chúng ta.
Thất tình là nỗi đau lớn nhất đời người. Có khi nào chị Ma không chịu đựng được đợt bùng phát không? Nè, không được rồi. Dù thế nào tối nay mình cũng phải ở bên cổ. Chào Dương. Ngồi xuống. Cô có gặp chị Ma không? Ông Long lớn và chị Ma chia tay thật rồi. Hả? Không thể nào đâu. Lúc nãy tôi vừa mới họp với cổ, thấy đâu có gì đâu. Cổ còn phụ trách buổi công chiếu bộ phim mới của rạp phim Quy Long, Trạm Lưu Giữ Ký Ức Tình Yêu đó. Không phải chứ, lúc này làm mấy chuyện như vậy khác nào tự sát mũi lên vết thương của mình. Thật sự không cảm thấy có vấn đề gì. Nè, sáng nay lúc lấy hồ sơ cho cổ đúng là có chút kỳ lạ. Chị Ma, chị không sao chứ? Không sao. Tôi mới nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi mà. Đây là văn bản mà Cung Diệp gửi cho cô. Ok, cảm ơn cô. Cô làm trúng cái tay hả? Lúc nãy tôi bị tờ giấy cắt vào tay. Trời ơi, cô cẩn thận một chút chứ. Lúc đó tôi cũng cảm thấy kỳ lạ rồi, nhưng thấy cổ ổn nên tôi cũng không hỏi. Chỗ này hả? Không phải tự hủy hoại thân thể chứ? Bây giờ chị Ma đang ở đâu chứ? Cổ không phải ở cùng cô sao? Sau khi họp xong, cổ nó có chút việc đi lên sân thượng đó. Sân thượng. Chị Ma, đừng làm chuyện dại dột nha. Tôi giúp cô. Mọi người lên đây làm gì vậy? Sao mà dại dột quá vậy? Có chuyện gì nói với chúng tôi là được rồi. Mọi người tưởng tôi muốn nhảy lầu hả? Mọi người hiểu lầm rồi. Không phải cô đã chia tay? Đúng vậy, tôi cũng định nói với mọi người, nhưng xem ra mọi người cũng biết hết rồi. Chị Ma, chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho mọi người biết chứ? Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cô. Có gì cũng từ từ giải quyết, đừng làm chuyện dại dột đó. Tôi lên đây để kiếm lại chiếc bông tai trước kia tôi đã làm mất mà. Chị Ma, cô không cần phải nói dối nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng tôi có 5 người, 10 bờ da sẵn sàng cho cô dựa vào. Tôi không sao thật mà. Chúng tôi đã thỏa thuận chia tay trong ôn hòa. Sau này tôi vẫn tiếp tục làm việc tại Tiếp Long giống như lúc trước vậy đó. Chị Ma ơi. Được rồi, nếu mọi người muốn bầu bạn với tôi thì xuống dưới đi ăn với tôi đi. Đói bụng lắm rồi. Đi thôi. Dù gì cô cũng còn nhiều ngày phép, hay xin nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đúng vậy, cô còn ôm buổi công chiếu đó làm gì? Mấy chuyện này giao cho cấp dưới làm là được rồi. Tôi cũng làm biếng lâu lắm rồi, đã đến lúc phải tích cực hơn. Tôi nói là cô phải tích cực đi chơi và hưởng thụ. Còn không á thì cô thường xuyên đi ăn đồ ngon với chúng tôi đi. Chị em tốt cùng tiết cùng lùi đó mà. Hai, chào năm người đẹp. Trời ơi. May mắn thì đó, lúc nãy tôi cà thẻ mua đồ trang điểm, tôi trúng được giải thưởng lớn. Đó chính là vé bao ăn ở 3 đêm và spa dành cho hai người ở khách sạn Trường Đảo. Tiếc là Cung Diệp không có thời gian. Chị Ma, ở đây cô là người rảnh nhất, cô đi với tôi đi. Nè, chuyện gì vậy? Cười thấy ghét quá. Hay là có điều gì mà tôi không biết? Lời đối thoại này trước khi cô đến thì Dương Dương đã nói rồi đó. Cô bắt trước tôi. Tôi thật sự cảm ơn mọi người. Tôi không sao đâu. Dù sao thì chia tay cũng sẽ bị tổn thương mà. Hay cô cứ để chúng tôi bầu bạn với cô đi. Ý tốt của mọi người tôi sẽ nhận lấy. Nhưng mà trong lúc như vậy tôi càng không thể dừng lại, vì tôi phải chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực thật sự. Chứ tôi không phải như ông Long lớn mới có thể ngồi vị trí này đâu. Hèn gì cô cứ giành việc người khác. Cho nên sau này bất cứ dự án nào tôi cũng sẽ hoàn thành thật tốt. Lát nữa tôi có hẹn với nhà thầu. Tôi đi vệ sinh đã. Tôi cũng đi. Chị Ma, càng không có gì, tôi càng cảm thấy cổ cố tình tỏ ra mình ổn, không muốn chúng ta lo lắng. Nếu trận mặt sắt bỏ tôi, chắc tôi sẽ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Bây giờ chắc là nước mắt đang chảy trong tim của chị Ma. Lần trước cổ tìm lại chiếc bông tai đó đâu có đáng giá. Tôi cảm thấy cổ đang tìm cái cớ thôi. Thật ra chị Ma có dự án để làm cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà lúc tan sở, chúng ta hãy cố gắng ở bên cạnh cổ, đừng để cổ chỉ có một mình thôi, ok? Sư phụ Quang. Dạ. Anh làm ơn chỉnh cái kệ thấp xuống một chút. Tại vì lát nữa sẽ cắm đầy hoa, tôi sợ nó che mất tiêu đề. Ok. Còn nữa, mấy cái tủ trưng bày có thể dời lại phía sau một chút được không? Ok, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
cần trùng hợp vậy không? Ngày nào cũng đối mặt với hai chữ thất tình. Chị Ma đang tự đầy đọa bản thân mình đó. Chị Ma bây giờ chuyên tâm làm việc mà, chắc là sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cô nhìn bên kia kìa. Wow, cái giỏ sách này phải của chị Ma không? Hình như là phải đó. Ý, cái tủ này dùng để quà lưu niệm khi chia tay. Có phải là cổ đã tự để cái giỏ của mình vào trong đó không? Tội nghiệp quá. Giỏ sách Chanel bị cổ sạch đến nát hết trơn. Muốn trút giận thì kiếm cái giỏ rẻ tiền thôi chứ. Thất tình mà cô còn nhìn ra cái giỏ sách này là Chanel là tốt lắm rồi. Đã nói rồi mà, thất tình là chuyện lớn, sao lại không sao chứ. Tối nay em treo hết tất cả qua lên đó giùm tôi nha. Ngày mai tôi phải giao chỗ này cho người khác rồi. Cô yên tâm nha cô Mã. Cô nhìn xem, chúng tôi cũng đã sắp hoàn thành hết rồi. Đúng rồi, dạo này tôi mua vật tư nên tôi đã ứng trước rất nhiều tiền. Phải tiền thứ hai cô có tiện chuyển khoản cho tôi luôn không vậy? Không vấn đề, lát nữa tôi kêu thư ký chuyển luôn cho anh. Cảm ơn cô nha, anh em đi ăn cơm thôi. Ok. Đẹp lắm rồi đó. Nè, cô bận suốt nguyên ngày rồi, đã đến lúc ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mấy anh thợ về hết rồi hả? Đi ăn cơm trước nha. Nhất định phải ăn bữa ngon, đói bụng quá à. Gì đây thôi, đi. Sao trễ vậy mà mấy anh thợ vẫn chưa quay lại đây làm việc? Có phải đi lấy hoa không? Gần như xong hết rồi kia mà. Còn có hoa nữa là hoàn tất rồi. Nhưng mà họ ít ra cũng phải để lại một người ở đây trông chừng. Vẫn chưa hoàn tất mà. Ê, Tiểu Quyên. Chào anh Trần. Xin cho hỏi anh có thấy mấy người phụ trách ở đây không? Tôi hỏi qua các đồng nghiệp, họ về đây thu xếp đồ đạc rồi bỏ đi rồi. Sao ông thầu đó không chịu nghe máy? Có số điện thoại của mấy anh thợ khác không? Sư phụ Quang, tôi là cô Mã ở bên Tân Quy Long. Sao không thấy các anh quay lại đây làm việc vậy? Anh chỉ câu nói với cô sao? Anh ấy bị người ta đòi nợ, chạy trốn rồi. Anh còn thiếu tiền lương đợt hai của chúng tôi. Tôi tiếp tục làm cho anh được sao? Sao các anh có thể như vậy? Vậy mấy cái hoa màu vàng đó anh để ở đâu rồi? Chắc anh ấy lên kế hoạch lừa cô rồi. Anh ấy không nói đặt qua cái gì hết. Chúng tôi cũng đang tìm anh ấy. Nếu cô có thông tin thì thông báo về chúng tôi nha. Sao rồi, sao rồi? Ông thầu đó chạy trốn rồi. Không ngờ tôi muốn dùng dự án này để chứng tỏ năng lực của mình. Kết quả lại như vậy. Không sao đâu. Qua thôi mà. Chúng tôi cùng nhau đi mua rồi để lên đó là được rồi. Đúng rồi, đơn giản thôi mà. Cũng đã khuya rồi, các nhà cung cấp mà tôi biết cũng đã đóng cửa. Làm sao có thể tìm được một số lượng hoa nhiều đến như vậy? Tôi có một người bạn học trung học mở tiệm bán hoa. Tôi nghĩ có thể nhờ người bạn đó giúp đỡ. Cô giáo dạy tôi cắm hoa trong lớp học có cái tủ lạnh. Có khi cổ cũng để hoa đem trong tủ lạnh. Để tôi giúp cô hỏi cổ. Baby của tôi quen biết người mở studio, biết đâu có thể mượn hoa ở đó. Để tôi hỏi xem công ty ngành PR mà mình quen biết xem có thể giúp được gì không. Nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có cách mà. Đúng rồi, vậy Helen, cô ở lại đây với chị Ma. Chúng tôi cùng nhau đi kiếm hoa. Đừng có lo lắng, đi. Thị trường bây giờ ế ẩm, các tiệm ít khi mở cửa đến khuya như vậy đâu. Đi đâu mới có thể mua được nhiều hoa chứ? Bằng mọi giá phải mua được đó. Chị Ma mới chia tay ông Long lớn. Chị Ma muốn nhân cơ hội này để chứng minh cho mọi người thấy là cô ấy có thể đứng dậy thôi. Đúng vậy, nếu như dự án đầu tiên thất bại chắc chắn sẽ là đả kích rất là lớn đó. Chắc chắn cổ sẽ sụp đổ. Khó khăn ra sao chúng ta cũng phải tìm được. Chúng ta là chị em với nhau mà. Được rồi, mọi người đồng lòng như vậy thì lần này tôi tính rẻ thôi. Ưu đãi 5% nha. Con cảm ơn ba. Lát nữa họ mua hoa về, chúng ta mỗi người giúp một tay. Chắc không bao lâu sẽ hoàn thành thôi mà. Thôi bỏ đi, khuya vậy rồi mà phải tìm cho ra hoa màu vàng với số lượng lớn như vậy, cơ hội cũng thấp lắm. Cô đừng xem thường đám chị em đó. Nếu thật sự không tìm thấy, vậy còn cách nào khác không? Có phải nhất định là hoa màu vàng không? Nếu như ngay cả thiết kế của mình cũng không giữ được thì làm sao có thể giữ được tôn nghiêm của bản thân? Sao cô lại nghĩ như vậy? Chỉ là trang trí thôi mà, đâu chứng tỏ được điều gì. Không làm được là không làm được. Làm sao có thể chứng minh cho người khác thấy tất cả mọi thứ đều như trước kia? Tôi không thể là Mã Mỹ Na trước kia. Mia trước đây gặp phải khó khăn gì đều không bao giờ bỏ cuộc.
huống hồ bây giờ cô còn một đám chị em ủng hộ cô như vậy. Hay lên chị Ma, chúng tôi cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ tìm được bao nhiêu đây thôi. Mấy tiệm hoa còn mở trong chợ hoa chúng tôi đều hỏi hết, nhưng mà không có hoa màu vàng. Ngay cả hoa cúng trong tiệm người ta tôi cũng mang đến nữa. Nhưng mà số hoa này không thể nào lấp đầy kệ hoa. Không sao đâu, chúng ta còn hy vọng mà. Baby, tại sao họ lại... Cô không cần biết họ có quan hệ gì với chúng tôi. Tóm lại, cô chỉ việc xem họ mang hoa gì đến là đủ rồi. Công Diệp, anh mua hoa gì đến vậy? Sau khi tổ chức event Model Day, công ty bạn anh còn dư bó hoa này nè. Tuấn Hoa, anh nói bạn anh mở tiệm bán hoa mà. Ê, thì ra bạn của anh đổi sang bán dòng hoa chia buồn, bây giờ chỉ còn có hoa cúc trắng. Baby, còn anh thì sao? Anh từ dưới chân núi Sư Tử tới núi Đại Mộ đó, nếu muốn hoa màu vàng chỉ hái được nhiêu đây thôi. Đoàn Bạc Sắc, cái thùng to vậy là gì đó, mở ra xem thử. Bông cải trắng cũng được xem là bông hoa mà đúng không? Nhìn từ xa thấy cũng giống mà. Cái này đâu phải là hoa. Hết cách rồi, các tiệm đều đã đóng cửa hết. Nhưng mà tính luôn mấy bó hoa ở đây chắc cũng không đủ. Dứt giả cho anh rồi, baby. Không sao đâu. Bây giờ chúng ta cứ đặt hết số hoa có sẵn ở đây lên trên kệ. Rebecca. Đúng rồi, lát nữa tôi với chị Berry đi chợ hoa thêm một vòng nữa. Đợi mấy tiệm đó mở cửa, chúng tôi lập tức mua hết số hoa đó về đây. Đúng vậy, cũng lúc trễ vài tiếng đồng hồ thôi, không cần phải quá lo. Vậy tôi đi cắm hoa trước đi. Không cần tìm nữa. Cô làm gì vậy? Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô mà. Chị Ma, chị không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tôi nói bỏ cuộc hồi nào chứ? Helen, cô nói đúng đó. Chỉ cần thay đổi thiết kế, số hoa ở đây chắc sẽ đủ dùng. Không phải cô nói nhất định là phải hoa vàng sao? Thật ra đây là thiết kế của tôi. Người có quyền quyết định duyệt background này cũng chính là tôi. Nói vậy, những khó khăn này đều là cô tự đặt ra cho bản thân mình. Mọi người đã giúp tôi nhận ra là thì ra tôi cứ cố chấp với những thứ vô nghĩa. Tôi cứ nghĩ mình đã thiết kế như vậy thì lúc làm nhất định cũng phải theo đúng y như vậy. Cũng như chuyện tôi đã kế hoạch con đường cho bản thân mình. Tôi thấy mình thật là khờ. Thật ra có thể thay đổi mà, bản thiết kế có thể thay đổi. Cuộc đời tôi còn có thể đi con đường khác. Bây giờ làm cho bản thân và mọi người xung quanh vất vả như vậy, thật sự không cần thiết. Cuối cùng, cô cũng nghĩ thông suốt rồi. Làm người quan trọng nhất là cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Những bó hoa mà mọi người mang về đây đều rất đẹp. Cảm ơn mọi người nha. Cô nói đúng đó, quan trọng là thấy thoải mái ha. Tuyệt đối đừng có gò bó bản thân. Tôi nghĩ nếu dùng bông cải trắng cũng đặc biệt lắm. Vậy thì chúng ta bắt tay vào làm thôi. Mấy bó hoa này càng nhìn càng đẹp, có thể sẽ tốt hơn là chỉ dùng một bông hoa màu vàng. Lần này nhờ có mọi người giúp đỡ, tôi mới có thể hoàn thành trước khi Tân Quy Long mở cửa. Cảm ơn mọi người. Chị em với nhau khách sáo như vậy, quan trọng nhất là cô đã nghĩ thông suốt, vui vẻ trở lại. Điều này cũng nhờ có mọi người giúp đỡ, nếu không thì tôi nghĩ tôi vẫn còn giữ những quan điểm đó. Đây là khởi đầu mới của cô, chúc mừng nha. Cảm ơn. Hôm nay tôi còn có một điều muốn ăn mừng, đó chính là tôi Mã Mỹ Na đây đã trở thành độc thân, tôi có thể quen bạn trai khác rồi. Chị Ma, thật sự chị buông bỏ được sao? Uống đi. Ban đầu tôi cũng nghĩ bản thân sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu. Nhưng mà sau khi chia tay, tôi không cảm thấy bản thân của mình buồn tới như vậy. Có lẽ ông Long lớn không quá quan trọng trong lòng tôi. Giải lại cái tôi nghĩ và cái tôi có được thật sự không giống nhau chút nào. Đúng vậy, tôi có được những vật chất mà tôi mong muốn. Nhưng tôi cũng chỉ có một mình thôi. Có thể mọi người cảm thấy tôi không an phận. Tôi đã tự hỏi bản thân, thật ra là mình muốn cái gì? Có muốn sống như vậy đến hết đời không? Thật ra cái tôi cần không phải là những thứ này. Cho nên tôi đã nói với ông Long lớn về suy nghĩ của mình. Kết quả tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, một giọt nước mắt cũng không chảy. Vậy lần trước cô lên sân thượng là để tìm lại chiếc bông tai đó thật sao? Chứ dù trong lòng không vui, cũng không cần phải nhảy lầu đâu. Nhưng mà đôi bông tai đó cũng chỉ là đồ rẻ tiền thôi. Sao cô lại khẩn trương như vậy chứ?
Lúc đó thì đôi bông tai đó cũng còn có giá trị kỷ niệm. Sau đây thích lắm hả? Chỉ cần em thích, anh cũng sẽ mua cho em. Thì ra là kỷ vật đính ước. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy đôi bông tai đó không có gì đặc biệt. Bởi vì có đám chị em tốt cùng tôi ăn đồ ngon, tôi đã vui lắm rồi. Cuối cùng thì cũng gặp lại chị Mia trước đây rồi. Yeah. Chúng ta tiếp tục cùng nhau ăn đồ ngon và quen bạn trai tốt nữa. Bạn trai thì để dành cho tôi nha. Ok. Được rồi. À đúng rồi, tối nay mọi người không cần hẹn hò với người yêu sao? Không, họ có nhiệm vụ đặc biệt. Đám đàn bà kia mua vé tình nhân xong cho chúng ta leo cây luôn, sao còn bắt chúng ta tới nữa chứ? Đàn bà là vậy đó, cứ ưu đãi thì mua thôi, không nghĩ đến vấn đề có cần thiết không. Nhưng mà mua rồi không sử dụng thì họ lại cảm thấy tiếc. Cuối cùng thì cũng là đàn ông chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Mặc kệ đi, tóm lại hôm nay chúng ta phụng chỉ ăn một bữa thật ngon ha. Nhưng mà Rebecca nói quan trọng là phải lấy được phần quà, nếu không thì thiệt thôi. Đi thôi. Làm phiền cô. Xin lỗi nha, đêm nay dành riêng cho các cặp tình nhân, chỉ áp dụng cho cặp tình nhân. Chúng tôi chính là một cặp. Cô không chấp nhận được sao? Chào mừng quý khách. Vô thôi.